Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin kính chào quý vị và các bạn. Kênh Sức Khỏe Tự Nhiên rất vui vì lại được đồng hành cùng các bạn để chia sẻ những thông tin về y học. Trước khi nói về nội dung chính ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ một thông tin có thể làm nhiều người giật mình. Theo một số nghiên cứu, tỷ lệ mắc bệnh gan ở Việt Nam đứng thứ 3 trên thế giới. Cụ thể, tỷ lệ mắc ở nam giới nước ta là 39 trên 100.000 dân, trong khi nữ giới là 9,5 trên 100.000 dân. Vì vậy, việc phát hiện những dấu hiệu cảnh báo gan đang tổn thương là rất quan trọng. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nội dung chính sau. 1. Những dấu hiệu ở bàn chân cảnh báo gan bạn đang bị tổn thương. 2. Thứ làm suy giảm hệ miễn dịch của bạn nhanh chóng. 3. Loại quả có vị chua chữa bệnh gan. Mời quý vị tìm hiểu những thông tin đầu tiên của chương trình. Phần 1. 6 dấu hiệu ở bàn chân cảnh báo gan bạn đang bị tổn thương. Thưa quý vị, đôi chân là phương tiện thực hiện mọi hành trình của chúng ta. Bàn chân không chỉ gánh vác cả trọng lượng cơ thể, mà nó còn có thể thông báo cho con người những dấu hiệu bất thường của sức khỏe, đặc biệt khi gan suy yếu. Theo y học phương Đông, có nhiều huyệt đạo trên bàn chân và được kết nối chặt chẽ với các cơ quan khác nhau của cơ thể. Vì vậy, khi các cơ quan bị tổn thương, bàn chân sẽ có các triệu chứng tương ứng. Ngay bây giờ, chúng tôi xin chia sẻ những dấu hiệu ở bàn chân cảnh báo gan bạn đang bị tổn thương và cần đi khám sức khỏe sớm. Thứ nhất, lòng bàn chân xuất hiện nhiều mạch máu. Khi chức năng gan bị suy giảm, sự lưu thông máu sẽ giảm đi. Vì vậy, lòng bàn chân nằm ở phía dưới của cơ thể con người, máu có thể chạy ở đây cũng sẽ trở nên chậm hơn và ít hơn, dẫn đến sự gia tăng mạch máu của bàn chân. Nếu gặp phải tình trạng này, bạn cần chú ý đi khám để bảo vệ sức khỏe gan. Thứ hai, lòng bàn chân trắng bệch và bất thường. Ở người bình thường khỏe mạnh, màu của lòng bàn chân sẽ hồng hào. Tuy vậy, nếu lòng bàn chân có màu trắng bất thường và cảm giác máu không được tuần hoàn, bạn cần cảnh giác. Như bên trên, chúng tôi đã đề cập máu kém lưu thông có thể do các bệnh lý về gan. Tình trạng này có thể là do chất thải tích tụ nhiều trong máu, dẫn đến tắc nghẽn mạch máu quá mức và lượng máu cung cấp cho tứ chi bị giảm, dẫn đến lòng bàn chân trắng bệch bất thường, là một trong những biểu hiện của gan ứ động độc tố. Thứ ba, bàn chân có màu vàng. Giống như bất kỳ bộ phận nào của cơ thể, da của bệnh nhân mắc bệnh gan, đặc biệt là phần da trên bàn chân sẽ chuyển màu vàng, trong khi chức năng gan bị phá hủy bởi các tế bào trong gan bị tổn thương. Trong quá trình sự trao đổi chất và bài tiết máu sẽ xuất hiện một số chất lạ trong máu, có thể gây ra các triệu chứng vàng da. Thứ tư, lòng bàn chân khô khốc. Nhiều người cho rằng hiện tượng khô của da là do cơ thể thiếu nước, gây ra hiện tượng nứt nẻ. Nhưng trên thực tế, hiện tượng toàn bộ lòng bàn chân khô khốc không chỉ do thiếu nước mà có khả năng liên quan đến bệnh gan. Khi gan bị tổn thương, nó sẽ ảnh hưởng đến nội tiết bình thường của cơ thể, dẫn đến da vàng sẫm, khô bất thường và các vấn đề như bong tróc và nứt nẻ. Thứ năm, sưng bàn chân. Tình trạng này thường diễn ra khi đứng hoặc ngồi quá lâu, nhất là khi mang thai. Còn trong các trường hợp khác, bàn chân bị sưng kéo dài có thể là do dấu hiệu của một bệnh lý nghiêm trọng đến từ việc tuần hoàn máu kém liên quan đến bệnh gan và bệnh tim mạch. Nhiều nghiên cứu tại Trung Quốc chỉ ra rằng bàn chân sưng cũng là dấu hiệu cảnh báo bệnh xơ gan. Gan có thể hình thành sẹo và dòng máu chảy vào gan bị hạn chế, gây tăng huyết áp và sưng chân. Xơ gan cũng có thể tác động tới sự sản sinh một loại protein có vai trò điều hòa dòng máu chảy trong gan. Khi loại protein này giảm, bàn chân có thể bị sưng phù. Thứ sáu,
thay đổi hình dạng ngón chân cái. Nếu hình dạng của các ngón chân, đặc biệt là ngón chân cái, bỗng nhiên thay đổi theo chiều hướng to dần ở trên đầu và hơi cong xuống, thì có thể bạn đã bị một số rối loạn ở gan và hệ tiêu hóa. Đôi khi ngón chân cái bị to và sưng lên là do yếu tố di truyền của gia đình. Đa số, những bệnh lý về gan thường diễn biến âm thầm và chỉ được phát hiện khi bệnh đang tiến triển nặng. Những biến chứng nặng nề có thể thay đổi mặt như suy gan, xơ gan và thậm chí là ung thư gan. Chính vì thế, việc phát hiện để điều trị kịp thời những bệnh về gan là vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần phải bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật bằng cách tránh xa những thứ làm suy giảm miễn dịch. Vậy, một trong những thứ đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tiếp theo của chương trình. Phần 2. Thứ làm suy giảm hệ miễn dịch của bạn nhanh chóng. Tức giận là một trong những nguyên nhân gây suy giảm hệ miễn dịch, dẫn đến hàng loạt các vấn đề sức khỏe. Đây là nhận định của nhiều chuyên gia y tế. Theo một nghiên cứu với 10.000 người tại Mỹ, những người thường xuyên tức giận có hệ miễn dịch kém hơn và thường xuyên mắc bệnh hơn gấp 10 lần so với những người sống hòa đồng, vui vẻ và ít tức giận. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, những người thường xuyên tức giận có tuổi thọ ngắn. Hệ miễn dịch của cơ thể là tập hợp của các tế bào bạch cầu, limbo trong máu, hạch, tủy xương và lá lách có cùng nhiệm vụ bảo vệ cơ thể khỏi sự xâm nhập của vi trùng. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng khi tức giận, nhịp tim của bạn sẽ tăng lên, huyết áp tăng và thở gấp. Huyết áp liên tục tăng cao có ảnh hưởng đến tim mạch và tạo tiền đề cho một cơn đau tim hoặc suy tim. Ngoài ra, khi tức giận sẽ làm sản sinh hormone căng thẳng ở mức nồng độ cao, khiến cơ thể dễ bị nhiễm trùng hoặc bệnh tật hơn do hoạt động của hệ thống miễn dịch suy yếu. Cách kiểm soát cơn tức giận. Ở mỗi người khác nhau sẽ có cách giảm cơn tức giận. Có thể đơn giản nhất là kìm nén tạm thời bằng cách hít thở thật sâu. Hít thở sâu giúp điều hòa nhịp thở, lượng máu, oxy lưu thông phân phối đến các cơ quan phổi, não và tim một cách hài hòa, tránh bị sốc. Nhiều người hay tức giận thường xuyên tập thiền, yoga, v.v. có thể giảm được các cơn nóng giận. Khi các chức năng của từng bộ phận trên hoạt động bình thường, nhịp nhàng lại với nhau, cơn tức giận của bạn sẽ từ từ biến mất. Khi gặp phải sự cố khiến bạn tức giận, hãy rời khỏi nơi đó đi ra ngoài. Có thể đi ra vườn, đi dạo, đi ra công viên, miễn là đi khỏi không gian mà bạn cảm thấy tức giận. Vì nếu ở lại không gian xung quanh bí bách, ngọt ngạt, nếu cứ nán lại nguyên một chỗ, bạn lại cảm thấy khó chịu hơn. Theo nghiên cứu, đi dạo ra ngoài để hít thở không khí trong lành, có cây cối, hồ nước, vườn hoa, không gian thoáng đãng, giúp bạn tiếp nhận luồng không khí mới, bạn sẽ cảm thấy bình tĩnh trở lại. Mong rằng những chỉ dẫn vừa rồi hữu ích giúp các bạn kiểm soát cơn tức giận tốt hơn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung cuối cùng. Phần 3. Loại quả có vị chua chữa bệnh gan thận. Thưa quý vị và các bạn, một ly nước chanh vào buổi sáng là món khoái khẩu của gan để quá trình giải độc trong cơ thể diễn ra suôn sẻ và triệt để. Có hai cơ quan cần được chăm sóc đặc biệt, đó là gan và thận. Gan là một trong những cơ quan tiêu hóa, đảm nhiệm nhiều vai trò trong cơ thể. Vì vậy, ngoài chất xơ, nước, lợi khuẩn, gan cũng cần được cung cấp các chất, vitamin cần thiết để thúc đẩy quá trình thải độc. Mỗi sáng uống một cốc nước, có thể thêm một hoặc hai lát chanh tươi là sự lựa chọn không nên bỏ qua, bởi vì gan phải đợi đến khi cơ thể ngủ say, khoảng 1 giờ sáng, mới có thể thực hiện quá trình giải độc và tái tạo lại năng lượng. Sang đến ngày hôm sau, gan đã kiệt sức, nếu được bổ sung dưỡng chất đúng lúc, cơ quan này sẽ tràn đầy năng lượng. Các độc tố trong gan có thể được tẩy trừ như vitamin C. Ngoài ra, axit trong chanh khuyến khích gan sản xuất mật, có tác dụng tốt để bài tiết chất độc. Các chuyên gia về dinh dưỡng cũng khuyên rằng
khi sử dụng nhóm hoa quả như chanh, cam, bưởi nên ăn cả tép để bổ sung thêm chất xơ, giúp nhuận tràng, đào thải các chất độc ra khỏi cơ thể bằng đường tiêu hóa. Như vậy cũng có nghĩa là giảm được gánh nặng cho hoạt động của lá gan. Những điều nhắn nhủ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sức khỏe tự nhiên hôm nay. Cảm ơn quý vị dành thời gian quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ và bình luận bên dưới video để chúng tôi có thể thực hiện các chương trình hay và nhiều thông tin hơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức khỏe tự nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức khỏe tự nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.